đám cưới thành đám tang, một người chết, 11 người bị thương. Vào 11 giờ 57 phút, ngày 16 tháng 11, một vụ nổ đã xảy ra. Ngay trong đám cưới, tại một khách sạn ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vụ nổ khiến một người chết ngay tại chỗ và 11 người bị thương. Theo một nhân chứng cho biết, khi đám cưới sắp kết thúc, để buổi lễ thêm phần sinh động, các nhân viên chịu trách nhiệm đám cưới đã tới hôn trường để tạo ra tấm khăn voan biết bay. Theo đó, khăn voan bay đang là một cơn sốt ở Trung Quốc sau lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội trong một đám cưới ở Thượng Hải. Vào cuối năm ngoái, khi cô dâu đứng trên sân khấu, giữa tiếng nhạc vang lên, tấm khăn voan sẽ bay trong không khí, cùng với ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh. Khi tấm khăn voan trùm lên đầu cô dâu, chú rể sẽ bước tới nắm tay cô dâu, và cùng bước đi. Chính vì tính lãng mạn và độc đáo, nên nhiều cặp đôi đã sử dụng dịch vụ này trong ngày trọng đại của đời mình. Tuy nhiên, không may mắn như các hôn lễ khác. Trong đám cưới ở Tân Trịnh, khi chiếc khăn voan bay rơi xuống đầu cô dâu, thì bất ngờ, có một tiếng nổ lớn phát ra. Vụ nổ khiến một người họ hàng của cô dâu chết ngay tại chỗ, 11 người bị thương, trong đó có một người phụ nữ phải khâu 6 mũi. Theo điều tra ban đầu, vụ nổ bắt nguồn từ bình chứa khí nén được kết nối với các thiết bị khác để tạo ra khăn voan bay. Nguyên nhân khiến bình chứa khí nén phát nổ hiện vẫn đang được điều tra thêm. Nỗi lòng chua xót của người vợ 27 tuổi sau 8 năm lấy ông già 70. Chị Bách bảo bây giờ dù có hối hận khi đã lấy người hơn mình nhiều tuổi, nhưng chị sẽ không rời đi. Đám cưới của chị Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1983, ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, và ông Ngô Thanh Học, sinh năm 1940, ngụ cùng xã, năm 2010 gây xôn xao dư luận thời điểm đó. Cô gái 27 tuổi có khuyết tật ở chân nên duyên với người chồng, khi đó đã 70 tuổi sống nhờ tiền trợ cấp, lượm ve chai kiếm thêm, nhiều hơn cô gái đến 43 tuổi. Theo ghi nhận của phóng viên, sau 8 năm làm vợ chồng, chị Bích có với chồng 3 người con, một trai, hai gái, trong đó có một cặp song sinh, một trai, một gái. Vợ chồng chị hiện sống trong căn nhà nhỏ được các nhà hảo tâm xây cho cách đây 4 năm, căn nhà tình toàn, bừa bộn, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài hai chiếc xe đạp cũ kỹ. Ông Học đã già, đau ốm liên miên, hầu như tháng nào ông cũng phải tới bệnh viện khám vài lần. Cả nhà 5 người chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp thương binh 1.600.000 đồng trên một tháng, mà mỗi tháng đã đóng tiền ăn cho hai đứa lớn hết 550.000 đồng. Cứ hễ đứa nào đau ốm lại phải chạy vậy vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Tôi không biết bao giờ mới trả hết nợ, chị Bích tâm sự, đồng thời bày tỏ nỗi lo lỡ chồng ra đi thì không biết làm sao nuôi nổi các con. Chị thừa nhận hối hận vì lấy người hơn nhiều tuổi mà không lường hết được những khó khăn, nhưng chị khẳng định sẽ không rời xa ông trong thời gian tới. Trước đó, trong một phóng sự phát sóng năm 2017 trên VTC14, người vợ này cũng bày tỏ nhiều nỗi niềm buồn phiền trong cuộc sống của mình. Chị bảo kinh tế hai vợ chồng chẳng có gì, ông Học được hơn 1 triệu đồng tiền trợ cấp, con cái bệnh tật suốt, vợ chồng cãi nhau nhiều. Chị Bích bảo nhiều lúc chị sống vì con là chính, chẳng biết làm thế nào khi ông Học ngày một yếu đi, tiền ăn học của hai đứa con lớn còn chăm đứa nhỏ. Ban đầu em cũng cảm thấy thương, chứ còn yêu thì nói thật là không có tình yêu, ai yêu người già như thế này. Nghĩ thôi thì lấy nhau kiếm lấy một đứa con, ở được thì ở, không ở được thì về với mẹ. Bây giờ người già người ta một tính, mình một tính, nhiều lúc khó sống lắm. Lúc ở nhà con cái khỏe mạnh thì vui, lúc con ốm, mẹ bồng con bế nhau, đi viện thì khổ lắm, chỉ có mấy mẹ con trong nhau thôi, chẳng có ai cả. Lúc đi đẻ có hai mẹ con ở bệnh viện, bố nó về mang cơm đến, xong rồi lại về, ở viện mỗi mình em buồn lắm. Lúc đến với nhau chẳng có ai đồng ý cả, tại vì mọi người bảo mày tới tuổi đi lấy ông già như thế, sau này mọi gánh vác đè hết lên vai. Mà rõ ràng như vậy thật, giờ chăm con, mọi việc trong nhà chỉ mình em thôi, bố nó già rồi cũng chẳng đỡ được gì cho lắm. Em thương vì thấy ông ấy một mình, ốm đau, nằm trong thương lắm. Em mới đến chứ yêu thì nói thật là không, nếu lựa chọn lại em sẽ không lấy đâu, chị Bích tâm sự. Tại quầy bán rau ở chợ Hôi Xá có một người phụ nữ, dù không còn trẻ nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nét xuân sắc, mặn mà của thời con gái. Đằng sau đó là cả một câu chuyện kỳ lạ không ngờ tới. Chị quanh năm tất bật buôn bán trên đôi chân dị tật bẩm sinh, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện kỳ lạ không ngờ tới.
bò mối bất đắc dĩ. Nhà có tất cả 7 người con gái đặt tên lộn xộn trong thời kháng chiến: Khôn, Khang, Khanh, Tân, Tính, Tuyết, Mai, thì chị Thái Thị Tính là người chịu thiệt thòi nhất. Khi ra đời, đôi chân của chị không được bình thường mà phần bàn chân lại úp ngược lên trên, khiến cho việc đi lại vô cùng khó khăn. Nhà nghèo, chiến tranh ở vùng đất thép quá ác liệt. Từ nhỏ, chị Tính đã thay mẹ chăm em, cô Thái Thị Ngọc Mai, hiện là phó hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh kể. Hàng ngày, chị Tính đi khốt trấu ở nhà máy xay sát lúa gần nhà, rồi sang, sảy, lấy gạo sót lại ấy, nấu cơm cho cả nhà. Hồi đó, cả làng đều làm nghề này mới có cái ăn, nên bị chủ máy gạo đuổi dữ lắm. May thấy chị bị dị tật nên mới được thương tình bỏ qua. Mà chị Tính giỏi lắm, làm gì là làm cho bằng được. Đi học thì giỏi hai môn toán và môn lý, nhưng hồi thi vào cấp 3 hệ 10 năm, do bị bạn bè trêu ghẹo nhiều quá, tủi thân, nên chị phải bỏ học giữa chừng. Gạt vội dòng nước mắt, cô Mai kể tiếp, con tôi là con út, lúc mới đẻ đúng có 7 lạng, nên bị suy dinh dưỡng nặng. Nhờ hồi đó bộ đội mình có thuốc tốt, nên sống nổi, chứ không thì tiêu lâu rồi. Ba tôi nhắc, có lần địch bắn pháo dữ quá, chị Tính ôm tôi trong đống đồ cũ chạy xuống hầm trú ẩn vào buổi chiều chập choạng. Khi tới nơi, tôi nhỏ quá bị lọt rơi ra ngoài lúc nào không biết, bom đạn vậy mà chị quên cả tính mạng, bò theo giao thông hào cố tìm, mới phát hiện tôi đang nằm thoi thóp. Tình chị em sống chết như vậy nên không bao giờ tôi rời xa chị được. Vì thế khi thấy chị Tính đã lớn tuổi vẫn ở vậy lầm lũi với nghề may vá để nuôi cả gia đình, ai cũng thương, mai mối ở đâu chị cũng không chịu. Tháng 3 năm 1994, lúc này cô giáo Mai ra trường về dạy tại trường tiểu học Vĩnh Hô, huyện Vĩnh Linh cùng chị Nguyễn Thị Thủy. Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, bạn bè hỏi nhiều về gia đình chị Mai, đặc biệt là quan tâm đến trường hợp của chị Tính. Nhiều người còn khiên kế, sao Mai không nói với chị Tính, kiếm ai đó cho đứa con để nuôi, sau này về già có con cái chăm sóc, đỡ đần. Trên đường từ lớp về, ngang qua cánh rừng vắng, lúc ấy khoảng 4 giờ rưỡi chiều, đang đi đằng sau, tôi vội băng lên phía trước, cất giọng. Mai ơi, hồi chiều tao nghe My kể về chị Tính mà tao thương lắm. Hay là My về nói với chị Tính, tao về nói với anh An chồng tao, cho nó đứa con chứ tội, chị Nguyễn Thị Thủy nhớ lại. Quá bất ngờ với lời đề nghị của người bạn đồng nghiệp, cô Mai vội vàng về kể cho chị Tính nghe. Lúc đầu chị Tính phản ứng dữ lắm, cứ một mực không chịu. Tôi dùng đủ các biện pháp mạnh có, nhẹ có cũng không ăn thua. May mà lúc đó tôi đang chủ nhiệm lớp cháu trường, con trai của anh An và chị Thủy biết cháu hưởng gen anh An khôi ngô, học rất giỏi, về cứ khoe với chị Tính, nên dần dần chị mới siêu lòng. Để phối hợp cùng thực hiện phi vụ này đó chứ, chị Mai cười sảng khoái. Một kết thúc có hậu. Trở lại nhân vật trung tâm, Nguyễn Đăng An sinh năm 1972, anh quân học sư phạm ở Vinh, rồi 3 năm sau tổng đồng viên vào quân đội. Sau này ra quân về nhà, được hưởng chính sách thương bệnh binh, anh chăm chỉ chuyên cần làm vườn và chăn nuôi trên một khu đất đồi của gia đình ở huyện Vĩnh Linh. Tâm sự với chúng tôi, anh An cho biết, lúc đầu tôi hoàn toàn không hề hay biết gì về sự sắp đặt của cô Mai và bà xã cả. Tôi chỉ nhớ có lần đi dạy về, vợ mang trường hợp của chị Tính ra, ấp ấp mở mở cho tôi nghe để thăm dò. Dừng già, mưa dầm thấm lâu, vợ tôi bàn, hay là ông giúp cho chị ấy có đứa con để nương tựa lúc ốm đau. Hồi đó, việc này là hệ trọng và áp lực đối với người thân và dư luận dữ lắm, nên tôi rất sợ. Người đời hay nói, cho gì cũng cho, chứ ai lại đi cho chồng bao giờ. Nhưng rồi, được vợ và cô Mai động viên kể mãi về trường hợp của chị Tính, tôi thấy thương lúc nào không biết nên quyết định. Đến bây giờ, cô giáo Thái Thị Ngọc Mai vẫn không quên ngày chị Thủy đưa anh An xuống thăm nhà cô Mai cho biết mặt chị Tính đúng vào dịp 20 tháng 11. Anh An hai tay ôm tấm chăn bông, mặt mày căng thẳng. Dù trước đó đi dạy về, cô Mai đã gặp anh An đạp chiếc xe cọc cạch đứng đợi ở cánh rừng sau nhà để bàn tính kế hoạch. Chị Tính lại thường may vá ở trong nhà nên trắng rẻo, xinh tươi, dẫu ngồi bên ánh đèn dầu dù mới lướt qua, nhưng tôi biết anh An cảm mến rồi, chị Mai tự tin. Vợ anh An hồn nhiên, từ bữa gặp đó tôi luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh An xuống nhà đưa chị Tính đi chơi. Một số ý kiến nói này nói nọ với tôi,
có người cũng cay nghiệt lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Vợ chồng tôi may mắn trong cuộc sống có con cái đầy đủ thì phải giúp đỡ để tính có được đứa con chứ, hẹp hòi với chị ấy làm gì. Khi chị Thái Thị Tính thông báo tin vui, hai bên gia đình mừng lắm, tuy nhiên dân trong làng xôn xao bàn tán, không biết cha đứa trẻ là ai. Chị Tính lại căng sợ không dám ra đường, những người ở gần thì chẳng tin, chị Thủy lại dám nhường chồng cho chị Tính để kiếm một đứa con. Nguyễn Thái Sơn, con trai của chị Tính, sau này càng lớn lại càng giống Trường, con trai của anh An và chị Thủy như đúc. Tuy nhiên, để tránh chuyện lời ra tiếng vào, đến năm Sơn lên lớp 10, chị Tính mới cho anh An tiến hành các thủ tục nhận cha theo quy định của pháp luật. Dù từ nhỏ, chị Thủy luôn thương và chăm sóc Sơn như con của mình và Sơn cũng xem mẹ Thủy như mẹ ruột thứ hai. Một tay cầm tay mẹ Thủy và một tay cầm tay mẹ Tính, Nguyễn Thái Sơn rưng rưng nói với chúng tôi: "Em mong ước hai mẹ của em sống thật lâu để có cơ hội được báo hiếu cho những hy sinh quá tuyệt vời của hai mẹ. Em càng thương bố nhiều hơn vì bố đã bước qua được những dị nghị của dư luận để mới có được em trong cuộc đời này." Vào những ngày này, ghé thăm mái ấm nhỏ của chị Nguyễn Thị Tính ở khóm Thắng Lợi, thị xã Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, sẽ nghe trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười vì cháu Nguyễn Thái Sơn đã tốt nghiệp và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai gia đình từ lâu đã gắn kết trở thành một gia đình lớn. Mỗi khi có rau củ quả vườn nhà, chị Thủy lại gửi ra ngoài chợ quê nhờ chị Tính bán giúp kiếm đồng ra đồng vào. Còn chị Tính có món gì ngon cũng gửi biếu chị Thủy và anh An. Thỉnh thoảng hai chị có dịp gặp nhau lại hù hỉ tâm sự như chị em ruột. Ngày quan trọng nào của hai bên gia đình, tất cả anh em con cái đều sum họp hạnh phúc. Còn ở chợ Hồ Xá, chị Thái Thị Tính với đôi chân tật nguyền nhưng vẫn vượt lên số phận, hàng ngày làm lụng để nuôi hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đứa con trai Nguyễn Thái Sơn, mưu sinh nơi phương Nam xa xôi như đang viết tiếp một câu chuyện đời về tình người trên quê hương đất thép Vĩnh Linh.